Hân hạnh gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình khám phá văn hóa tộc người. Vâng, mỗi chuyến hành trình khám phá đi qua thì chúng tôi đều mong muốn để lại cho quý vị và các bạn những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Và ngày hôm nay, Hòa Bình là địa danh mà chúng tôi lựa chọn, nơi được mệnh danh là chiếc nôi của văn hóa Mường, nơi sản sinh ra sử thi nổi tiếng để đất để nước. Cười. Quý vị và các bạn thân mến, đèn bao là một trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Nó chỉ được tổ chức một năm duy nhất một lần vào ngày Tết cổ truyền. Và quả bao bay trên không trung cũng có một vẻ đẹp. Đặc biệt đây là dịp để các bạn họ có cơ hội để giao lưu và đây là đặc biệt để họ có thể tìm hiểu về trăm năm. Bởi vậy là người hùng đèn bao họ đem trăm năm và những ánh mắt nụ cười và những lời yêu thương để rồi những hội đèn mà đi quả bao sẽ làm này sẽ ra họ đến bên nhau.